An nè, nếu như mà chúng ta thu mua được số lượng nguyên liệu đó với giá rẻ, thì lợi nhuận của xưởng mình sẽ hơn tháng trước nữa đó. Dạ. Đó, như vậy thì quá tốt. Wow. Ủa, hai người đẹp đôi quá à. Chúc mừng anh nha. Tôi có nghe anh có người yêu mới, nhưng mà bữa nay mới có dịp chúc mừng. Chúc mừng anh nha. Nhìn hai người cũng giống một đôi lắm chứ bộ. Cảm ơn. Thôi mà đi trước đi anh. Đi. Anh làm gì nhìn dữ vậy? Luyến tiếc lắm hả? Chạy theo người ta đi. Nè, nè, tôi nói vậy mà anh chạy thiệt hả? Đồ quá đáng.